30, 40, 50. Xin chào các bạn. Video ngày hôm nay của chúng ta không phải là để đếm những cái con số mà chúng ta đã biết quá rõ ở cái phần sơ cấp đâu, mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về tuổi. Nhưng những cái tuổi này chúng ta sẽ cùng học những cái cách nói rất là theo kiểu Nhật, tức là sẽ chuộng những cái từ katakana. Chúng ta sẽ xem là các cái từ để chỉ U30, U40, U50, U60, U70 trong tiếng Nhật được dùng bằng katakana như thế nào nhé. Đầu tiên thì với từ này, arasa. Nếu như mà chúng ta chưa biết về khái niệm này thì nhiều khi chúng ta sẽ không thể đoán được cái từ arasa là gì. Thế mới nói là cái katakana của người Nhật ấy nhiều khi là rất là khó hiểu luôn, thực sự bó tay luôn, bởi vì là người ta biến đổi từ tiếng Anh nghe nó đã khó rồi, sau đấy người ta lại còn lược bớt đi. Arasa thì chính là 30 tuổi đấy các bạn. Và cái từ này cũng được dùng rất nhiều. Nhưng mà để cho nó có hệ thống ấy thì mình sẽ bắt đầu từ 20 tuổi đi. Khi mà chúng ta chỉ những cái người mà tầm khoảng 20 tuổi, ví dụ như rơi vào tầm khoảng từ 16, 17 cho đến 20 mấy ấy, thì trong tiếng Anh này có cái từ là around 20, đúng không? Đó, thì khi mà viết sang katakana tiếng Nhật thì sẽ là around 20, đúng không? Và người Nhật người ta sẽ nói tắt thành là aratoe. Tức là you just say jengo, tầm khoảng 20 tuổi. Tức là áng chừng tầm khoảng từ 17 đến 23. Tiếp theo này, 30 nha, tầm khoảng 30, U30 này. Arasa, thực ra cái từ gốc của chúng ta là around 30 ấy, đúng không? 30 ấy thì bây giờ là 30, và người ta nói tắt là arasa. Tức là sẽ ghép từ cái từ ara là around ấy với cái từ đầu tiên là chữ sa, đúng không? Đó, thì sẽ dùng để chỉ những người U30 tầm khoảng từ 27 cho đến 33 tuổi. Tiếp theo này, tầm khoảng 40 này, 40 là 40 đúng không? Thì sẽ là Around 40. Thì từ cái từ là Around 40, đúng không ạ? Đó, U50 này, tầm khoảng 50 tuổi này, Around 50. Bởi vì là cái từ 50 người ta đọc tiếng Anh là Around 50, đúng không? 50 mà, 50. Đó, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là từ 47 cho đến 53 tuổi chẳng hạn, khoảng cái ước lượng ở tầm đấy. Và trong số những cái từ đấy thì có hai cách đọc mà được dùng nhiều nhất, đó là arasa là 30 tuổi và arafo là 40 tuổi, là hai cái cách dùng này được dùng nhiều nhất. Nhưng mà với những cái lứa tuổi như là từ 60, 70 thì vẫn có cách dùng, nhưng mà nó sẽ ít hơn. Ví dụ như là 60 đi, U60 tầm khoảng 60 tuổi, tức là rơi vào tầm khoảng 57 cho đến 6 mấy ấy. Đó, thì nó lại hơi khác một tí nha. Nó không ghép với 60 là 60 đâu, mà là arakan. Bởi vì nó ghép từ katakana, sau này nó ghép tiếp với từ kanji. Bởi vì cái từ kan này á là trong cái từ kangdeki. Kangdeki là chữ hoàn và chữ lịch. Trong tiếng Nhật ấy, từ thuần Nhật thì kangdeki với nghĩa là tuổi 60. Đó, thế nên người ta mới ghép là cái tầm U60 là arakan. Ví dụ như là những người phụ nữ ở tầm khoảng 60 tuổi, arakan jose, hoặc là arakan danse, hoặc là arakan shufu. Đó, nhưng mà mặc dù là nó ít dùng hơn so với những cái như là arasa hay là arafo, thế nhưng mà nó vẫn có những cái từ như thế này các bạn nhé. 70 này, 70 thì các bạn có thể dùng bằng hai cách. Một là 70 là 70, đúng không? Cái từ tiếng Anh của chúng ta sẽ là around 70, đúng không? Thì bây giờ người ta có thể nói tắt là arasebu. Nhưng cũng có thể dùng bằng một cách nữa là arakoki. Bởi vì cái từ koki ấy là cái chữ cổ và chữ hi. Đó, koki, đó, chữ cổ và chữ hi với nghĩa là tuổi 70. Ngày xưa là chúng ta hay nghe đến cái từ là thất thập cổ lai hi à. Đó, cái từ ngày xưa mà ông bà thường nói là tuổi 70 là cái tuổi xưa nay hiếm ấy. Đó, ngày xưa người ta sống không được thọ nên người ta hay có dùng cái từ là thất thập cổ lai hi. Thì cái từ cổ và chữ hi là cũng từ cái kanji như vậy. Thế nên với cái tầm khoảng U70, tầm khoảng 70 tuổi thì có thể dùng là arasebu hoặc là arakoki cũng đều được. Tiếp theo này, cái tầm khoảng 80 tuổi, tức là rơi vào tầm khoảng 7 mấy cho đến 8 mấy ấy, đúng không? Thì người ta có thể dùng là arae, bởi vì 80 thì sẽ là eti, đúng không? Thì bây giờ sẽ là arae. Cuối cùng, chắc là chỉ đến cái tầm này thôi, chứ mà trên 100 thì không khó, đúng không? Tầm khoảng 90 tuổi, là rơi vào khoảng 8 mấy cho đến 9 mấy ấy, thì người ta sẽ dùng là aranai. Nai này thì trong cái từ là naiti, đúng không ạ? Thế thì các bạn có thể thấy rằng là, ồ, thực sự là nó khó nhưng mà nó cũng khá là omoshiroi. Bởi vì là nhiều khi là chúng ta không nghĩ đến những cái quy tắc hoặc là những cái cách người ta dùng tiếng Nhật như vậy.
Và để thấy là thực ra thì khi mà chúng ta học về cái ngôn ngữ thực tế có nhiều khi nó emotional hơn rất nhiều là chúng ta học những cái tiếng Nhật từ trong sách. Thế nên nếu như là các bạn muốn học những cái phần ngôn ngữ thực tế như thế này á thì các bạn hãy chịu khó, một là các bạn sẽ chịu khó đọc những cái bài viết ở trên web này, chẳng hạn như là những cái trang web như là yahoo.com.jp này, thì các bạn sẽ gặp những cái từ này, hoặc là chịu khó xem phim rồi chịu khó xem bản tin để học từ những cái thực tế như vậy thì các bạn sẽ học được những cái từ vựng nó cũng thực tế hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha.